Rồi. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của trang trại lợn rừng Đình Tuấn nha. Ôi, dù trời đang mưa lăn tăn nhưng mà hôm nay có một thông tin cũng rất là mới nên là cũng muốn thông tin đến mọi người. Đấy. Thì đợt này nó đang vào chớm vào mùa đông rồi thì thời tiết nó cũng khá là lạnh, thì mọi người chú ý là nên giữ ấm cho con heo nhá. Con heo, đặc biệt là con heo con, để nó tránh xảy ra cái tình trạng mà ho cũng như là viêm phổi thì nó rất là dễ biến chứng mà rất là khó điều trị. Đấy. Thì đợt này thì bên trại em đang vào lại cái vaccine tai xanh cho nó tổng đàn. Thì cũng có một số cái thông tin về cái vaccine đấy thì cũng muốn thông tin lại cho mọi người. Đấy, vaccine tai xanh thì đối với trại em thì nó rất là ưu tiên, cũng giống như là nó giống như cái xương sống của tất cả các loại vaccine khác. Thì riêng đối với trại heo của mình đấy. Còn lưu ý mọi người là vaccine này thì khi vào là mình phải vào toàn đàn nhá, và luôn cả tổng đàn, mà đã tiêm là phải tiêm vaccine tốt, vaccine của Boehringer ấy. Một số cái vaccine mà vaccine của chủng của Trung Quốc thì cũng khuyên mọi người là không nên tiêm, nó rất là rẻ thôi, nó chỉ tầm 18-2 nghìn một liều thôi, nhưng mà tiêm nó hay bùng dịch và nó hay xảy ra một số cái hiện tượng lạ mà em đã từng gặp, thì khuyên mọi người là không nên tiêm. Đã tiêm thì tiêm cái chủng tốt luôn, Boehringer đấy, phòng 3 chủng luôn mà rất là an toàn. Tác dụng của cái vaccine đấy thì hôm nào có thời gian nói rõ hơn cho mọi người. Còn hôm nay thì muốn nói nhanh cho mọi người luôn này. Và bây giờ đợt nọ thì em mới tiêm vaccine tai xanh á, thì khi vào hai cái lọ to, hai cái ống to rồi, thì thiếu mất mấy chục con thì mua thêm hai cái ống nhỏ nữa. Hai ống to thì mỗi ống là liều 50, giá bây giờ thị trường nó rơi tầm 2,7 triệu một ống đấy. Đấy, còn hai ống nhỏ thì nó sẽ đắt hơn, nhưng mà ví dụ mình chỉ còn 20 con thôi nên là mình không thể mua ống to được, bắt buộc phải mua ống nhỏ này. Thì mọi người thấy này, đây là vaccine của Boehringer nhá, vaccine tai xanh, tai xanh của Boehringer này. Đấy, có một cái điểm đặc biệt là khi một cái mình hay mua chỗ của một cái đại lý thú y cũng rất là lớn, thì có một cái điều rất là lạ là những cái lọ to của họ thì sẽ có cái tem, cái mã QR code này mà mọi người này. Còn những cái ống nhỏ này của họ thì lại không có, mà trong khi mình đi mua đại lý khác thì lại có, thì lại vẫn có cái tem, cái mã QR code này. Đấy. Và sau khi tham khảo ý kiến của một số anh em kỹ thuật mà họ làm trại lớn, thì họ nói lại với mình rằng cái vaccine này thì là vaccine nhảy của trại lớn ra mọi người nhé. Vaccine nhảy là gì ạ? Vaccine nhảy là cái vaccine mà anh em có thể là anh em khi người ta làm á, thì người ta có thể là trại họ cấp cho tiêm bao nhiêu con, nhưng mà có khi là người ta không tiêm á, thì họ là không tiêm đến hoặc là tiêm thừa hay sao đó, thì người ta sẽ cất vào chỗ nào đấy, và hết giờ thì có thể là người ta sẽ nhảy ra ngoài, có thể là mang ra ngoài và bán lại cho một số cái đại lý thú y á. Thì cái vaccine này thì chất lượng ban đầu của nó thì rất là tốt thôi, nó giống nhau, như cơ bản thì nó rất là giống nhau, không khác gì cả. Nhưng mà khi mà quan trọng nhất là cái quá trình bảo quản vaccine này thì nó rất là nghiêm ngặt, và cái trong cái quá trình họ đưa ra thì không biết là cái thời gian nó bao nhiêu lâu, thì mình không thể là kiểm định cái chất lượng. Và cái vaccine này thì nó vô cùng là đắt, rất là đắt đỏ. Nên là lưu ý mọi người khi mà mua vaccine, đặc biệt vaccine tai xanh mọi người này, phải để ý cho mình cái mã QR code đấy, rất là quan trọng. Đây cái mã này này, mọi người quét một phát nó lên thông tin ngay. Còn cái con này nó chỉ có tem chống hàng giả thôi, không có đâu, bán ra thị trường nó đều phải có cái mã QR code này đấy. Còn bán cho trại lớn thì họ sẽ không làm cái mã này đâu đấy. Thì thôi, trời nó hơi mưa lăn phăn rồi, hôm nay thì có một số cái thông tin đấy thì cũng muốn lưu ý mọi người, để mọi người có thể là tránh mua phải cái vaccine mà nó không đảm bảo về mặt chất lượng. Thì mình tiêm con heo thì nó không an toàn, và thứ hai là mất tiền, những cái độ bảo hộ nó lại không cao đấy. Đấy, rất là lưu ý anh em. Thì cũng có
rất là nhiều anh em hỏi về cái lịch trình làm vaccine như thế nào để cho nó hiệu quả. Thì trong video tới thì chắc là mình sẽ làm một cái video để là cho mọi người tham khảo cái lịch vaccine của trại mình như thế nào để con heo nó khỏe mạnh. Đấy, rồi mưa lan phan quá ướt cả đầu rồi, nhưng mà cái thông tin này nó hơi nóng một chút nên là muốn thông tin lại cho mọi người càng sớm càng tốt. Rồi, ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo của em nhá. Nếu mọi người thấy video này nó hay thì có thể là cho em xin một like để có cái động lực để làm những cái video tiếp theo để cho mọi người xem, như là một số kinh nghiệm. Rồi, ok, xin chào mọi người.